Kính chào quý vị, bây giờ là nội dung chuyên mục vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo. Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vừa đề xuất tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030. Theo đề xuất của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Trong giai đoạn 2024-2030 sẽ tập trung triển khai tại địa bàn 28 tỉnh thành phố ven biển. Trước mắt, giai đoạn 2024-2027 tổ chức cuộc thi tại tất cả địa phương cấp huyện ven biển và một số địa bàn trọng điểm. Giai đoạn 2028-2030, cả 28 tỉnh thành ven biển tổ chức cuộc thi rộng khắp toàn tỉnh. Tại Quảng Nam, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương đã nhiều lần được tổ chức tại Tam Kỳ, Núi Thành, qua đó tuyên truyền phổ biến giáo dục về biển đảo, pháp luật Việt Nam và quốc tế về biển đảo cho học sinh cấp trung học cơ sở trên địa bàn. Thông qua cuộc thi nhằm trang bị kiến thức, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, yêu biển đảo cho các em học sinh, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và lý thú cho thế hệ trẻ. Theo thống kê, sau 10 năm thực hiện, từ 2013 đến 2023, lực lượng cảnh sát biển đã tổ chức thành công 111 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương tại 313 trường trung học cơ sở trên địa bàn 34 tỉnh thành phố, với sự tham gia của hơn 24.000 học sinh và hơn 130.000 giáo viên và học sinh cổ vũ. Ngày 15 tháng 5, Đoàn Thanh tra An toàn vệ sinh lao động của Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Văn Truyền, Trưởng phòng An toàn bảo hộ lao động quân đội, Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã thanh tra công tác an toàn vệ sinh lao động, kiểm tra thực hiện tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024 tại vùng cảnh sát biển 2. Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tới công tác an toàn vệ sinh lao động, kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Nhiều năm qua, đơn vị không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, không có người mắc bệnh nghề nghiệp. Đơn vị đã tổ chức huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động và huấn luyện phòng chống cháy nổ cho các đối tượng. Việc đăng ký kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Đo kiểm tra và ghi chép kiểm tra đo hệ thống chống rét đối với kho đạn dược, kho xăng dầu theo quy định. Đã xây dựng các kế hoạch phòng chống cháy nổ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có văn bản hiệp đồng với các đơn vị trên địa bàn đóng quân và thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án đã xây dựng. Hệ thống kho tàng, trạm xưởng được sắp xếp gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm điều kiện làm việc cho người lao động, bảo đảm đầy đủ các chế độ bảo hộ cho các đối tượng lao động. Thưa quý vị, hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đề ra kế hoạch hành động cải thiện điều kiện lao động, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn lao động, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 được phát động với chủ đề chủ động kiểm soát các nguy cơ rủi ro mất an toàn vệ sinh lao động. Đơn vị đã kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, nhất là an toàn trong huấn luyện chiến đấu, trong lao động, công tác của đơn vị. Từ đó đề ra kế hoạch hành động cải thiện điều kiện lao động, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn lao động, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ tính mạng sức khỏe người tham gia lao động, nâng cao tinh thần bảo vệ của công, bảo vệ tài sản nhà nước, quân đội và tài sản của công dân. Qua đó phát huy sáng kiến cải tiến nghệ thuật, bảo quản sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật đúng nguyên tắc, thao tác vận hành đúng kỹ thuật, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu các loại vũ khí trang bị của các lực lượng. Toàn vùng cảnh sát biển 2 đặt mục tiêu xây dựng mỗi đơn vị thực sự là một điểm sáng văn hóa trong an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Trong khuôn khổ dự án thí điểm các mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải ngành thủy sản nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại thành phố Quy Nhơn, do chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP tài trợ, từ cuối năm 2023, tỉnh Bình Định đã triển khai mô hình thu gom chất thải nhựa từ tàu cá về bờ. Mô hình đã thu hút 200 tàu cá của ngư dân tham gia, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa đại dương trong hoạt động khai thác thủy sản, từng bước quản lý rác thải nhựa đại dương theo tiếp cận từ đầu nguồn. Tham gia mô hình thu gom chất thải nhựa từ tàu cá về bờ, mới chỉ từ cuối năm 2023, đến nay, ngư dân thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát đã dần hình thành thói quen không quăng rác xuống biển, mà đem những túi chứa rác thải nhựa về bờ sau những chuyến vươn khơi. Chúng tôi thấy như thế này là rất là tốt, tại không đem xả rác thải ở ngoài đại dương, làm cho những con cá, con vật, con sinh vật biển nó bị tổn hại. Là nó vào trong lưới rồi mình cũng vớt, còn cái số mà mình mang đi để tiêu dùng á thì gom vào trong túi rác để mang về bờ.
Các chủ tàu tham gia mô hình phải cam kết không xả rác thải nhựa xuống biển và thu gom rác thải nhựa sinh hoạt trên tàu cá để đưa vào bờ, lắp đặt túi lưới chứa rác thải nhựa trên tàu cá, khai báo các loại nước uống, thực phẩm sinh hoạt và các loại bao bì trong chuyến biển thông qua tờ khai khi làm thủ tục xuất bến tại cảng cá, xác nhận lượng rác thải nhựa mang về khi cập cảng. Cái rác thải nhựa được đưa vào bờ thì sẽ có cái đội thu gom của mình sẽ cử xuống thu gom và mang về cái nhà thu gom rác thải nhựa. Sau đó là mình sẽ tiến hành phân loại giữa rác thải nhựa và các cái rác thải kim loại. Sau khi phân loại thì bên mình sẽ cho tiến hành ép kiện và các cái chai nhựa đó là được đưa về cái công ty đô thị môi trường. Chỉ sau hơn 4 tháng đưa mô hình vào hoạt động, nhà thu gom rác thải nhựa từ tàu cá tại cảng cá Quy Nhơn đã thu gom được khoảng 1 tấn rác các loại, trong đó có khoảng 600 kg rác tái chế được. Kết quả này góp phần đáng kể vào việc chung tay giảm thiểu rác thải nhựa đại dương. Cái mô hình này sẽ giảm được cái lượng rác thải khó phân hủy ra môi trường biển và đại dương. Và cái này sẽ không những là vừa góp phần bảo vệ môi trường biển mà bảo vệ được cái hệ sinh thái, các cái động vật thủy sinh trong cái môi trường biển. Trước thực trạng ô nhiễm biển, rác thải nhựa đại dương đang trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Tỉnh Bình Định đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có 100% tàu khai thác thủy sản tham gia thu gom rác thải nhựa, bao gồm cả rác sinh hoạt và rác thải trong quá trình sản xuất, khai thác của tàu cá mang về bờ, tập trung tại các điểm thu gom ở cảng cá, chuyển đến các đơn vị có chức năng xử lý. Chuyên mục tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, huyện Núi Thành là địa phương có đội tàu khai thác hải sản xa bờ hùng mạnh nhất tỉnh Quảng Nam, với lực lượng gồm 1.916 tàu thuyền các loại, tổng công suất hơn 221.000 sức ngựa, tập trung ở 3 nghiệp đoàn nghề cá thuộc các xã Tam Quang, Tam Hải và Tam Giang. Để đảm bảo làm ăn bền vững trên biển, ngư dân Núi Thành cam kết với chính quyền và các lực lượng chức năng để sớm góp phần gỡ bỏ thẻ vàng EU do Ủy ban châu Âu đưa ra. Để đảm bảo làm ăn bền vững trên biển, ngoài việc nâng cao năng lực đi biển, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, việc trang bị đầy đủ và duy trì hoạt động ổn định liên tục của các phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong khai thác hải sản đang được các nghiệp đoàn nghề cá xa bờ, các tổ đội đoàn kết trên biển của ngư dân Núi Thành cam kết với chính quyền và các lực lượng chức năng để sớm góp phần gỡ bỏ thẻ vàng EU do Ủy ban châu Âu đưa ra. Năm 2024, ngư dân Núi Thành phấn đấu khai thác đạt 48.000 tấn hải sản các loại. Để đạt mục tiêu này, ngoài việc đẩy mạnh chương trình cải hoán nâng cao công suất tàu thuyền, tất cả tàu thuyền xa bờ đều được trang bị đầy đủ các loại máy định vị, máy định dạng, radar, máy ECOM tầm ngắn, tầm xa, thiết bị định vị vệ tinh GPS. Đặc biệt, thông qua các ngành chức năng, lực lượng nòng cốt trong các đoàn tàu xa bờ dài ngày của huyện Núi Thành đã cam kết thực hiện nghiêm các quy định trong việc chống khai thác hải sản trái phép EU để góp phần xây dựng ngành kinh tế biển bền vững, thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Thưa quý vị, mùa cao điểm du lịch, lượng khách tham quan tăng đột biến ở tuyến cửa đại của Lao Chàm và một số tuyến đường thủy nội địa khác như sông Thu Bồn, Lòng Hồ Phú Ninh, Hòn Kẽm Đá Dừng. Vì vậy, nhiều giải pháp đảm bảo an toàn được lực lượng cảnh sát đường biển, thuộc phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Quảng Nam triển khai quyết liệt. Quảng Nam có hệ thống đường thủy đa dạng, nhiều tuyến đưa vào chuyên phục vụ khách du lịch. Mùa cao điểm du lịch, lưu lượng du khách đông, công tác kiểm tra kiểm soát hoạt động vận tải đường thủy nội địa càng được chú trọng, đặc biệt là tuyến cửa đại Cù Lao Chàm và tuyến Lòng Hồ Phú Ninh. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã sớm nắm tình hình, chỉ đạo lực lượng cảnh sát đường thủy triển khai các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, kiểm soát an toàn đường thủy nội địa. Đặc biệt, cảnh sát đường thủy còn kết hợp tuyên truyền cho du khách thực hiện các quy định để đảm bảo an toàn, giải thích về quy trình kiểm tra để giữ an toàn cho chính du khách trên tàu. Đơn vị cũng duy trì mối liên hệ với các doanh nghiệp vận tải hành khách, kịp thời lắng nghe những đề xuất liên quan đến luồng, lạch, các địa điểm có nguy cơ mắc cạn hoặc các vị trí nguy hiểm để cảnh báo kịp thời cho các phương tiện và kiến nghị lên cơ quan chức năng để phòng ngừa tai nạn đường thủy. Từ năm 2019 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều hội thảo, nghiên cứu các giải pháp và thực hiện các dự án bảo vệ bờ biển cửa đại thành phố Hội An. Từ những giải pháp hiệu quả, hơn 3.500 mét bờ biển đã dần phục hồi và mở ra nhiều hy vọng khi một dự án mới sẽ tiếp tục triển khai để bảo vệ bờ biển an toàn vào đầu tháng 4 năm 2024 này. Tỉnh Quảng Nam bắt đầu triển khai phương pháp kè chắn sóng thông qua kè ngầm và tàu bãi để bảo vệ bờ biển cửa đại thành phố Hội An từ năm 2019. Và sau 5 năm triển khai,
nhiều dự án khác từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ và của địa phương thì biển Cửa Đại dần hồi sinh. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở vào mùa mưa bão tiếp tục diễn ra tại khu vực chưa được kè bảo vệ, đe dọa đến tài sản và hoạt động kinh doanh du lịch tại bãi biển An Bàng thuộc phường Cẩm An. Tỉnh đã cho chủ trương kè từ dưới Cửa Đại kè lên đến sau lưng ủy ban dân phường Cẩm An. Đoạn tuyến biển này thì hiện nay đoạn này là ổn định, mùa mưa bão vừa rồi tương đối ổn định. Tuy nhiên, các phần chưa được kè thì sạt lở rất là nghiêm trọng. Hiện nay là ủy ban nhân tỉnh đã tiếp tục phê duyệt cái quyết định là tiếp tục kè cái bãi biển Cà Mau từ đoạn chỗ khách sạn Boutique đến 450 lên 450 mét nữa. Và chúng tôi biết rằng được biết là ngày 1 tháng 4 này đơn vị thi công sẽ tiến hành thi công, thì nhân dân Cà Mau và con nhân dân Cà Mau rất vui mừng phấn khởi. Từ thành công của phương pháp kè ngầm chắn sóng và tạo bãi đầu tháng 4 năm 2024, tỉnh Quảng Nam triển khai dự án kè bảo vệ 550 mét bờ biển An Bàng, phường Cẩm An với tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng từ nguồn vốn AFD. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào giữa tháng 8 năm 2024. Tại buổi làm việc giữa các bên liên quan vào giữa tuần này cho thấy, đơn vị thi công đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị nhân lực, đặc biệt thực hiện xong cấu kiện đúc sẵn gần 4.000 khối haro để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Năm 2022 tổ chức phục hồi khoảng 1.500 mét, và bắt đầu từ năm 2023 đến nay thì đang triển khai một cái dự án cũng giải pháp như vậy, cũng đi ngầm chắn sóng tạo bãi cho khoảng 1.600 mét. Thì phải nói rằng thì qua thực hiện các dự án thì dần dần bờ biển Hội An đã được phục hồi, và tiếp đến đây sẽ có một dự án lớn từ vốn vay của AFD sẽ tiếp tục thực hiện. Thì như vậy là về cơ bản, nếu thực hiện đồng bộ 4 dự án này thì về cơ bản là bờ biển Hội An sẽ được phục hồi. Công trình kè chống xói lở bờ biển An Bàng hoàn thành sẽ chống xói lở, tái tạo bờ biển khu vực phường Cẩm An, đảm bảo an toàn tài sản, ổn định cuộc sống cho người dân. Đây cũng là cơ hội để người dân và chính quyền Hội An hy vọng 8 km bờ biển xinh đẹp sẽ an toàn trước thiên tai, thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển mạnh mẽ trong những năm đến. Cùng với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, các ngư dân đã và đang góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp bằng những hành động trách nhiệm hơn. Bà con mong sớm gỡ thẻ vàng để đầu ra các loại hải sản được ổn định, đời sống người dân nâng cao hơn. Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trước khi tàu xuất bến là việc không thể quên của chủ tàu này. Bởi ông ý thức được nếu thiết bị này không hoạt động ổn định, tàu có thể vi phạm vùng biển nước ngoài khi đánh bắt tại vùng giáp ranh. Không chỉ bị bắt giữ, phạt tù, phạt tiền, tịch thu tàu mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của cả nước. Anh em thì đi hoạt động thì mỗi mòn 24/24, thì hơn nữa là không bao giờ xâm phạm bên lãnh thổ của nước bạn. Đánh bét ở đâu rồi tuân thủ theo pháp luật thì không bao giờ mà xâm phạm của nước bạn được hết. Không còn coi việc gỡ thẻ vàng là việc của các lực lượng chức năng, hiện hầu hết ngư dân đã tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi hành nghề trên biển, đặc biệt là tuân thủ việc lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát trong suốt quá trình đánh bắt. Đánh bắt là dùng nào là mình ghi vô trong cái quyển nhật ký của mình đó, rồi mình nằm quỹ tiếng nào là mình cũng thông báo về ở chạm nói trời đời. Mình đánh bắt đều của nước mình, quỹ tiếng của mình thôi, từ kinh độ quỹ độ của mình thôi, không có lăng chim của nước bạn thôi. Theo thống kê, số vụ vi phạm các quy định đánh bắt bất hợp pháp của ngư dân trong thời gian gần đây giảm mạnh. Hầu hết bà con đã tự nguyện ký cam kết không vi phạm các quy định IUU để cùng các lực lượng chức năng sớm gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản. Chương mục vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.